thằng Hoàng luôn. À, vâng, đây có ạ. Đây là khu bếp này. Phòng khách này. Cho em lên trên tí nhá nhá. Cho em một tí. Tầng 1 rất là rộng luôn. Đây sáng thích nhiên này. Là tầng 2 này. Tầng 2 sẽ có 2 phòng ngủ cũ, một nhà vệ sinh sạch sẽ, sáng sủa hơn. Tầng cửa sổ luôn. Đây đi lên tầng 3 này. Tầng 3 cũng như thế luôn này. Cũng chưa thành 2 phòng ngủ cũ. Đều có cửa sổ ánh sáng ở đó tự nhiên luôn này. Trên là tum phân phơi này. Phòng thái nhỉ, trên này. À, sẽ cho cô. Cô cứ phụ chia cho cô bán nội nhà cô. Có sân phơi này. Bây giờ này, rất là rộng luôn này.